sóng tay lái tay chèo, nghe sóng dèo kiếp giang hồ quên nghèo. Dù cho mưa bão xa chi đâu nào, không buồn lo kiếp giang hồ đây đó. Ta với thuyền xây gió chẳng mây ngàn. Xưa bá nha tìm thứ gì, biết ai mà cô chỉ, biết ai thấu lòng hứa này, biết ai thấu lòng hứa này, đành thôi buông lái trên sông dài. Chơi với thuyền mơ tách bên ra khơi, nhanh tay chèo tay thì ta kéo. Mục hết nên chẳng mà nhuộm trời trong sáng soi khắp miền trần gian, để ta mơ màng cùng đàn lưu liên bá nhà tử kỳ. Có ai so bị tìm đâu hỡi ai cô chi. Thanh xà, em có nghe gì không? Tiếng hát của ông lão chèo đò. Không, tiếng hát của một thư sinh đó chứ. Sao chị biết được? Biết chứ, chị còn biết tên chàng là Hứa Văn, quê ở Hoài Thanh, Nguyễn Tiền Đường nữa kia. Chị thật là tài tình à. Em biết không, số của chị có căn duyên tiền định với chàng. Chị rõ đến như thế nữa, sao chị chưa tìm cách bắt nhịp cầu cho rồng mây tương hội? Muộn màng chi em, đêm nay Loan cũng sẽ giao đầu, đôi cánh én sẽ đưa nhau vào mộng thắm. Nè, vậy để em cất tiếng kêu đò, rước bánh nương về phòng qua chút. Bớ đò, ghé thuyền vô nước dẹn tôi ba sông. Bớ đò. Ơi, anh kêu đò. Ôi, anh ông làm ơn đưa dịp dẹn tôi qua sông. Cảm phiền hai cô kiếm thuyền khác, vì thuyền tôi cũng đưa rước khách sang ngang. Thôi mà, làm khó dễ chi vậy, hỡi ông lái đò trẻ tuổi. Tôi xin nhắc lại, đây là thuyền du ngoạn của kẻ lãng bạc hải hồ, chứ không phải thuyền đưa rước khách. Nhưng chị em tôi là kẻ lữ hành, gặp phải trời mưa to gió lớn, lại không có chỗ ẩn núp, lẽ nào người lại nỡ làm ngơ. Xin đưa chị em tôi sang bên kia bờ, ân nghĩa bao nhiêu tôi xin đền đáp lại. Không không, đó chỉ là lời biện bạch, chứ ai nỡ làm ngơ với người lỡ bước dậy thuyền đã cập mé. Xin mời nhị vị tiên nương hãy bước xuống đây, để tôi đưa gấp kéo trời mưa thêm lớn. Thân y ngà liễu yếu mi đào tơ, sẽ ô phải qua thấm diễm kỳ. Người có lòng phúc xót thương, khi qua sông chị em tôi đáp lại ơn nghĩa này và mãi mãi còn mang. Không xin hai cô chớ có bận lòng, tôi đưa dùm chẳng tính tiền công, cũng không ghi nhận một tiếng đáp mi đền. Hai cô đừng quá băn khoăn. Trời mưa càng lúc càng to, mà trời đã tối, làm sao về tới Tiền Đường hả chị? Hả? Nhị vị tiên nương là người ở huyện Tiền Đường à? Dạ không, chị em tôi ở Tây Hồ, nay có việc đi thăm người thân quyến ở huyện Tiền Đường. Ồ, nếu vậy thì may quá, tôi cũng về huyện Tiền Đường đây. Vậy à? Dạ, nếu không có gì trở ngại và hai cô không nghi kỹ tôi, thì tôi xin phép được đưa hai cô vào ở trọ một miếu quan ở bên cạnh đồi thăm cách đây chừng nửa dặm, để cùng tá túc, tôi đỡ đêm nay rồi sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Dạ. Nếu được tiên sinh chẳng nể hà giúp đỡ, thì chị em tôi xin muôn vàng cảm nghĩa. Có gì đâu mà nói tới ân nghĩa, hai cô cứ coi đây là chuyện rất tầm thường, mà mỗi người đều phải có bổn phận cho nhau. Kìa, mưa đã nhẹ hột, mời hai cô hãy lên bờ theo tôi. Dạ. Duyên nợ trần ai đã buộc ra, hiểu chăng chàng hỡi, hỡi Hứa Văn, đào nguyện mở lối chờ tranh rừng, xuôi biết sao ngàn đời gió.
Bạch nương, Bạch nương. Hứa tiên sinh, sao đêm đã khuya, gió lạnh mưa phùn rét mướt mà Bạch nương lại thờ thẫn như có tâm sự gì phải gửi cùng mấy gió? Hay là nàng đã sợ cảnh giá băng? Tiên sinh ơi, thiếp không sợ giá băng phong vũ, cũng không có gì để tâm sự với gió mây. Thì tại sao Bạch nương lại không an giấc điệp, bỏ tiểu thanh ngủ lạnh một mình thế kia? Thưa tiên sinh, tiên sinh đã hỏi thì Bạch nương đâu dám dối. Sự thật lòng tôi đang nổi dậy phong ba. Nghĩa là sao? Hứa văn tôi chưa hiểu rõ. Thiếp đang nghĩ đến ngày mai. Ngày mai trời rửng sáng, lúc bình minh rồi chúng ta sẽ chia tay. Nhưng thiếp thấy lòng mình không muốn chia tay. Bởi vì hứa tiên sinh ơi, nếu hứa tiên sinh thấu rõ được nỗi lòng của thiếp, ôi đời qua gió ta mưa sao mà cách nhiều quá, ông bướm điêu hoa lòng thêm xót xa. Ai hiểu cho lòng này mong ngóng hoài tật anh tài. Bạch nương, nàng vừa nói gì? Thiếp muốn nói đêm nay trời thu giông bão, và trong lòng Bạch nương cũng dâng lên cuồn cuộn sóng ân tình. Biết gửi về đâu một ngày hoa sắp rụng dưới mưa buồn, có thấu hiểu cho cung hằng sầu gió mòn mỏi đợi chờ sự che chở của dần mây. Thạch động đêm nay buồn rũ rượi, nhốt kín một tâm hồn trong bóng tối hoang vu. Hỡi hoàng đế của con tim, sao chưa về đây chế ngự, để nét thanh tân tàn ngủ giữa cánh trường. Bạch nương ơi, hứa văn này tự thấy mình phước bát tài sâu, nên trọn đời đành ôm nỗi sầu tuyết dông. Sáng mai lại phải chia tay, tôi trở lại thư phòng nặng trĩu khối tương tư. Biết ai dùng gỡ cho tơ lòng cuộn trôi, ai thắp hộ ngọn đèn giữa đêm tối cô đơn. Ai là khách đồng hành cùng vượt sóng trùng dương thấm thầm, ai cho mình la thấm đề thơ, và ai dìu hồn mơ vào thế giới diệu kỳ huyền ảo, để cho điệp khúc mùa thương được loan vào ngôi báo của nữ vương mà hầu hạ trọn đời. Dường quang mở lối, tìm vào cõi nghi quang sơ, lần theo dấu thỏ đi đến bờ tiên thoang. Hứa lan, Bạch nương, anh sẽ cho em bài thơ diễm tuyệt. Em dâng chàng dòng suối biết ngát hương trinh, mừng thay hoa nở đất lành, ai sai nghi ngờ riêng mình cô đơn. Kìa, Tiểu Thanh. Dạ, em xin mừng anh chị. Mai mỉa anh chia vậy cưng? Dạ không, em chia vui cùng anh chị đó chứ. Thật cả. Thank you.
đem cọp giả ly công phủ và tên trộm bạc Hứa Văn đeo đầu trước cổng huyện đường để làm gương. Dạ quan, xin quan huyện cho tiện nữ của lần minh quan cho Hứa Tiên về gia đình họ Lý. Nàng là ai vào đây minh quan? Hãy khai thật cho ta rõ. Dạ, tiện nữ là Thanh Xà, tự Tiểu Thanh. Đúng rồi, Hứa Văn đã khai chính nàng tao bạc cho hắn. Như vậy là kẻ trộm bạc kho quân. Dạ không, huyện quan ơi, xin mở rộng lòng nhân suy xét lại, kẻo vô cớ đề quan ám hại kẻ lương hiền. Bạc này là của chị tôi trao tặng bạn chung thuyền. Thì chính chị em mi đã đánh cắp. Dạ bạc đó là của mẹ cha tôi để lại, vì giữ mãi không dám xài nên còn mới như bạc ở trong kho. Nếu quả thật bạc ngài bị mất thì chị em tôi đành cảm nhận tội giữa nơi đây xin thọ án biêu đầu. Dạ bẩm quan huyện. Điều chi? Dạ chẳng hiểu sao lạ quá, số bạc bị mất bây giờ lại hiện ra đủ số. Sao có chuyện lạ như thế? Không lẽ có ma quỷ lẻn vào kho? Bẩm quan huyện, số bạc của kho không bị mất, tức là không ai có tội. Xin ngài tha bổng Hứa Tiên và toàn gia họ Lý, kẻo nhân gian đàm luận. Trước công đường ta đã lệnh tha bổng toàn gia Quyên Ly công phủ, nhưng phải đài Hứa Văn sang tỉnh Trấn Giang về tội lưu hành bạc giả, truyền bãi nghị. Hứa Văn em, anh chị ơi, an lệnh đã truyền ban rồi, em cứ cam giả từ anh chị. Em ơi, tình quyết nhục chỉ đau lòng như kim châm môi sắc, thương thân em phải luôn lạc kể từ đây. Anh sẽ giết tôi cho Ngô Viên ngoại phủ Tô Châu đất Trân, gửi gắm em khờ nhờ bảo bọc chở che. Vậy kể từ nay vạn sự rủi mai đành ký thác cho định mệnh của quá công. Sắp bài cho số kiếp em ra mà thì cơ sự thế, cho đẹp lòng người che chở cuộc đời em. Đầy số bạc chỉ cho em để tạm nuôi thân trong những lúc đăng tình, rồi khi đến nhà vô chiếu ngoài em nhớ tin thơ về cho chị thường tin. Em hứa dân những lời giải bảo của anh chị hiền, xứ lạ bơ vơ nhưng tâm tánh vẫn một niềm. Em kính dâng lên chị anh một lại, để đáp đền ân nghĩa bấy lâu nay. Đừng em, lòng anh chỉ thương em vô tận, buổi phân ly em nhớ khắc ghi lòng. Đó là em đã biết ơn anh chị từ mấy năm trường. Xin giả biệt nguyện cầu trời Phật ban phúc lành cho anh chị. Lại Phật trời phù hộ cho em tôi có đủ can đảm chống chọi với phong ba nghịch cảnh. Anh chị ơi, nơi đôi ngã xa cách phương trời, ôi từ nay nhớ phút giây cuối này. Phút từ ly ai hoài, ôi
tháng năm dài xót thương ai trốn trường đài. Trong trái tim này anh chị ơi ân tình khó vời, lòng đây tình đây này kiếp tụ đài, đời xa nhau mãi đêm không ngày không ngày mai. Hứa với tật lòng giữ câu tâm đồng, ân tình kia của anh xin kết cỏ ngậm vành. Hứa Tiên, Hứa Tiên, ta đã vì chị em ngươi mà bị đày, chưa thỏa giả chị em nàng nữa sao? Nay lại còn đeo đuổi đi làm khổ thân ta, hay về đi. Hứa Tiên ơi, bạch nương đã vì ai mà ngài trong đêm đời? Hay tin chàng bị tội em đã tìm kế giải quan, trên môi em tiếng tình yêu chưa nuôi, mà sao người thương lại nỡ nhẫn tâm rào lối ta phong. Thế mà tôi tưởng được theo trình. Bạch nương, Bạch nương, tỉnh dậy nguy mất rồi. Hả? Việc gì vậy Tiểu Thanh? Trời ơi, chị sai quá chén hiện nguyên hình, nên Hứa Tiên quá sợ mà chết rồi. Trời ơi, Hứa Tiên đã chết. Ta phải hy sinh mạng sống để cứu chàng. Hả? Chị định hy sinh công tu luyện ngàn năm mà. Đừng phí công tu niệm hỡi Bạch Trân Nương. Đã cô ta hạ giáng, cho linh đơn cứu tử bạn chung tình. Đệ tử đi đầu kính lễ nương nương, dạng tạ ơn thương xót. Hãy kịp đem Hứa Tiên uống sẽ được hoàn sanh. Giả biệt. Hứa Văn, đã bao lần ta bảo cho ngươi biết, Trân Nương là bạch xà trước tu luyện tại núi Thất Tinh, sau qua kiếp hiện hình người, gặp bọn dơ thanh xà vào ở nơi tòa Dương phủ quận Tô Châu. Đáng lẽ ra chúng nó phải lo tu cho thành quả vị tiên nương, lại dám cái gan xuống phế
cần đem hương sắc chinh phục lòng hứa dặn để tết ấy ân trong ba năm trời thánh ngươi tiều tỷ tình khí thần như sắp mất để rồi kiếp sau phải qua súc sanh hồn ngươi sẽ qua ra điền dài bởi bạch xà yêu tình cướp mất tánh linh biết bao lần nó nhiễu hại nhà người hãy nhớ kỹ lại xem hỡi hứa dân ơi phải vào tù lặng thân đòn roi khổ hạnh chịu nhục mấy phèn sao chưa biết phần mau từ đi cho tiệc kinh bạch thiền sư tiểu sinh không tin Trân Nương là loài yêu quái hiển hình mà nàng là một cô gái đáng thương nếu như ta dùng thần thông buộc nó phải hiện hình chẳng bạch thì nhà ngươi có để cho ta trị tội nó hay không? Dạ không. Thiền sư ơi, dù cho quả thật bạch Trân Nương là yêu tinh ma quỷ nhưng tình của hứa văn cũng vẹn thủy toàn chúng không đổi ý thay lòng. Dù cho thân xác của tiểu sinh có tan nát dụng dằn dù cho chốc nữa đây linh hồn quá ra to mà tôi cũng nguyện giữ lời thầy cho trọn nghĩa phu thê đạo vợ chồng bao năm có lẽ ràng buộc tình có trẻ nghi mộng ra thầy ơi đoạn tuyệt nghi lòng nào bể sâu cũng hận nghi núi cao cũng nghi hồn không thể được bổn phận của ta có sứ mạng thái thế ngọc hoàng thượng đế linh lực chiếu thử bảo tại trên gian này tuy nhiên nếu bạch xà tinh chịu buông tha cho nhà ngươi trở về thất tinh sơn tu luyện ta sẽ dung tha cho còn cả sống thầy ơi nếu buộc Trân Nương dứt tình đoạn nghĩa thì có lẽ nàng đành khó tử chứ không bao giờ đoạn chữ sắc cầm nàng đã dám hy sinh công quả ngàn năm tu luyện bỏ non bồng xuống thế làm vợ hứa văn thì nàng sẽ không còn thiết tha gì với cuộc sống đơn côi vô vọng đối với nàng hứa văn là lẽ sống đối với tôi nàng là kẻ đồng tử đồng sinh chính nàng đã cứu tôi mấy lần thoát chết và giải oan cho tôi mấy lượt thoát đầy đau bây giờ nếu phải xa nhau cả hai cùng khổ cùng đau trọn đời con thơ tôi cúc đi lạc loài ngàn năm đi hận đi đất trời dạ kính bạch thiền sư có chị em bạch xà tinh đến đòi thầy tả hứa văn về thế hãy cho nghiệp xúc tiểu đồng dạ hãy đem hứa văn vào tòa tam bảo nhốt lại cho ta tự yêu mỹ dạ thầy thiền sư đi trôi trôi bớ pháp hải thiền sư hãy mở cửa động trả hứa văn lại cho ta cả gan cho yêu nữ ta vì thương hại công tu luyện mà dũng tha sao chưa chịu về nón cải hối đợi cái hiển nguyên hình rồi quan trách phải không bạch thiền sư thầy ơi hãy mở rộng lượng từ bi hỷ xả cho tiểu nữ được có bạn vì nắng nghiệp trần ai chưa dứt dòng thế tục cho nam tiểu nữ phải bỏ công phu ngàn năm tu luyện để xuống cõi dương gian tiếp nối chuyện căn thường người ta bắt tôi đem bán gặp dương trường mua để phóng sanh trải qua bao thế kỷ dương trường lại qua kiếp hướng dân nên tiểu nữ quyết đền ân nghĩa phụ tiểu nữ xin được xuống như trần gian khu khổ cớ tâm đồng nhân sự đời ơn trả nghĩa của mi không đúng chỗ vì mi chưa đắc quả quả vị tiên hương hay còn là yêu quái
thưa dân sẽ nhiễm độc khi tiêu tán thể xác lẫn linh hồn, và chân mi cũng còn chịu đọa. Ta đã nhất quyết bữa chơi dân sinh, không không có mạnh lực nào ngăn trở chuyện yêu thương, không có quyền uy nào buộc vợ chồng ta đi đoạn tình dứt nghe. Chị Bạch Nương, tại sao chị có thể nhận phần thất bại để cho người yêu sống trong khổ ai? Và đời chị từ đây đành dở dàng với một mối tình đầu. Bớ pháp hải thiệt sinh, chị em ta nói thật, nếu người ý có pháp thuật cao tài chia quyên rẻ thuy thì Thanh Bạch cũng thề vì lẽ sống mà giữa nơi người về vũ lòng thần quay. Chúng bay dân chống lại ta, đó là giải pháp cuối cùng của kẻ bị đàn áp để bảo vệ hạnh phúc tình yêu. Hiểu Thanh? Dạ. Hãy kiệu Đông Dương bốn bể dân nước ngập non cao để chị hỏi chư thần giải nguy vô tướng. Kiếp dũng thần quay, triệu tư hải Đông Dương dân nước ngập non thanh. Quỳnh cân lực sĩ khóa cửa động kim sơn cứu hứa tiên về thế. Trời, trời ơi, nước từ bốn bể dẫn lên cuồn cuộn, tư hải Long Dương nổi trận bão bùng xâm nổ cho dân vô cùng thảm hại. Kìa, Quỳnh cân toàn phá cửa động, ta phải qua núi cao thêm. Đi qua núi cao thêm, ta há chẳng biết dân thủy triều phá vỡ non canh hay sao? Mẫu đã hạ sa. Nương nương, kinh lại nương nương thương xót, cũng vì yêu thương ân nghĩa mà con đã lâm vào dòng cương tỏa trái quang. Hai con ơi, ta biết chỉ vì một cơ văn mà hai con đã phạm vào giới sát. Hai con có thấy không, thành Tân Giang đã trôi theo nước bạc, mấy triệu sanh linh vô cơ phải thác quan với dòng nước lũ thế. Hành động này đã đồng đến nơi tiền thùng, nên Ngọc Hoàng phán dạy cho Nam Mỹ Tàu bước sang. Dân tội ta ở đây để học cờ nhiều hại nhân gian, nên sắc chỉ ban truyền cầm một bạch trân. Thanh mẫu ơi, thà là con cam chịu số kiếp đọa đày, quỷ bỏ công tu thề chết đi giữa nơi mờ. Bạch trân ơi, con đừng nông nổi mà nghiệp quá đành. Thanh mẫu ơi, con vẫn biết tốt đau khi nhìn thấy muôn dân lâm vào tham quan. Nhưng thà trong gian này quá ra biển cả, đi đổi lấy người thương con mây thỏa già nhớ nguyên. Chú rủ này dù sốt đổ, miếng vợ chồng con đưa khỏi mộ thương cùng. Bạch Trân, quân đừng nên quá bảo tàng hiếu sát, luật trời sẽ hành phạt khổ. Và ta đây cũng bị đài vì đã dung tư đưa học trò ương ngành. Muôn ngày sau phục hồi tiên cảnh, sốt ăn năn thức tỉnh giả mong cùng. Giả biệt thưa dân, mi có thấy gì không? Bạch thầy, bốn bề nước cuộn, Trấn Giang thành thảm hại quá trùng dương.
sau khi thủy triều về biển cả, trần gian chỉ trở lại dãy đồng quan chứ muôn sắc nhân gian đang chết quan thê thầm. Hứa chẳng ơi ngươi đâu biết được, cũng chính vì ta cầm hứa chẳng trên đồng mà bách xà tinh vũ lòng thần quay làm chấn động cả trần gian thầm. Trời Bạch Trân Nương có pháp thuật, nó đã biết cùng ta đâu qua bạo hành. Ngươi hãy bước ra đây nhìn, trong dần mây bạc hai con yêu đồ đang hú gió kêu mưa. Ta phải lo bảo vệ non cao, lo dần mưa giăng từng phút từng giây, bởi nó kiếm bình cân lực xì vào đây để cút đi đem về dung thế. Trời ơi tôi có ngờ đâu Bạch Thị đã quá vì tôi mà làm cái tính gian thành mang quả. Nhìn bốn bề quá ra bể cả, hàng triệu sanh linh thấy thọ lắm tai nàng. Thầy ơi đó chẳng qua nàng yêu tôi hơn thương ý xót cõi dương hoàng. Nàng ấy sinh chứa văn cuộc sống thì lòng giả nào tôi không kính trọng yêu thương. Nhưng nay tội trạng của Bạch Xà tình phu đến tiên cung, con đường mong tin đều đóng cạn. Vì chút nữa đây sắc trời sẽ đến, kẻ tội đồ phải chôn xác dưới ngọn tháp lôi không. Tôi sẽ chết theo nàng, tôi sẽ chết theo nàng, đừng ngu dại. Kìa sắc trời đã đến, lại thiền sư cho tôi gặp mặt nàng lần cuối. Tôi gian người. Được, cam nghĩa chung tình của hai người, ta cho trôi trăng lần chót. Bạch Nương em, hứa văn chàng duyên vô gian rồi âm cánh xa vời. Từ nay hai lối ngăn cách phương trời, thắt mối duyên ban đầu, mối tình kia chơi nhạt màu. Thân trời cao hết nắng mưa rào, ngày sau có nhau không ước mong chi sang giàu. Nghe thêm khổ đau bể ai xa giao nên, dù công tu thân quá ra như mù. Trời xanh nở sao đắng, nở sao đắng. Nghe lời em cố gắng kinh đèn, còn tình chung xin gói ở em. Hết rồi em ơi, dù đã hết nhưng tình ta không chết. Nghĩa tình này em thề sẽ nối kiếp nay sinh. Vậy xin cho em gửi lại mộng giao cho chàng dưỡng nuôi dài dầu. Nó là hình ảnh của đôi ta,
là kỷ niệm của một mối duyên nhiều gian cố đoạn trường tình. Xin chào ngày ra cô đắp bồi công quả ngày nương anh đau lành chúng Phật đường lối trái lạc núi dương lo miệt mài kinh kệ ngày sau rửa sạch lòng trần đắc quả vị cảnh tiên đừng quá thương em mà chuốc lấy lụy phiền rồi tâm trí héo mòn tôi ta sẽ mất cả tâm linh đành chịu đọa luôn bạch nương em ơi giờ đây mỗi lời trắng tới của em là một lĩnh truyền tuyệt đối anh như không còn can đảm kéo dài thêm đau khổ trần đừng hứa tiên ơi xin chàng đừng bi quan sầu khổ vì đời chàng còn đang nở trần hoàng cần phải sống đi rửa tan nghiệp chướng sạch mũi hồng phiền lụy thế gian ngài chuông mõ cầu an cho ba năm tôi kể kinh siêu độ những quan hồn muộn tử bơi tùy tay đó là chàng đã cứu em thoát dòng đài đoa và tự cứu mình thoát khỏi sáu nẻo trầm luân con của chúng ta sẽ trở nên người dạy công đức mộng giao là hiếu tử mai sau bây giờ đành dừng biệt nhau em vùi xác lành dưới non cao đọa đài vĩnh biệt hứa tiên xin hãy nhận mộng giao nuôi dưỡng còn em chịu đọa đài dưới lối phong tháp vĩnh biệt bạch nương em thôi cô ơi con đừng khóc nữa từ nay con sợ với cha mẹ của con đã quá ra thân đài đọa còn gì thì trở lại non xưa lo đắp bồi duyên qua trời ơi tất cả những người thân mến đã bỏ ta hứa dân còn sống làm gì nữa bạch chân nương phải chờ anh theo vui khoan hứa tiên anh nay chỉ bạch chân nương đang phần đi lôi phong pháp anh đi trở lại hoài thanh gửi con cho linh tỳ còn em cũng xin trở lại thất tinh động cụ đi tiếp nối đường tu gian dở mấy năm trường từ đây em xa lánh đi cõi trần hoàng ba năm rồi nắng mưa dài dàng bóng giữa ba đào chất nặng đôi vai sớm khuya ướt đầm cành mai gió lay mình chút nguyệt cài đài mặc dù cảm ơn tiểu thanh nhiều lắm buổi phân ly anh cầu mong em sớm đoạt thành chánh quả và anh cũng vừa can đảm để còn ngày hội ngộ chung non tiên vinh biệt tiểu thanh trời ơi nhìn con trẻ bơ vơ tôi khúc lòng hứa dân chi tiết xót xa con ơi giữa tuổi chào đời con đã xa cha vắng mẹ rồi đây con sẽ ở với gia đình họ chờ sau này sẽ nối lại tình thâm thế gian ơi còn bao nhiêu đau khổ nữa chút đổ vào tôi là kẻ mang nhiều nghiệp chướng tăng quan tầng phải trả để mong cầu tái kiếp được thành đi thôi thể xác tâm hồn thôi hứa tiên con đừng buồn đau nữa hãy ở đây thọ giao với thầy quy y
tam bảo. Thầy hứa sẽ dắt dìu con vào cửa đạo để cứu cánh những tâm hồn trong quả ngục chờ con. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện vâng lời thầy chỉ giáo. Vậy con hãy theo thầy lên chánh điện lạy đức bổn sư kim dung, lạy chư phương trời mười phương Phật.